Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 12 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn đi cúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 12 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thu côn cơ bản. Rất đơn giản. Các bạn cầm hai thân côn bằng nhau lên thế này. Sau đó các bạn thả thân côn phía ngoài xuống như thế này cho rơi xuống. Sao cho chúng ta nắm ở phía dưới này làm sao mà cầm được như thế này. Đó, ba ngón tay ở dưới sẽ là phần giữ côn. Ngón trỏ sẽ để lên phía đầu côn như thế này. Đây, các bạn có thể cầm giữa côn, cầm bất kỳ chỗ nào của côn, sau đó các bạn thả xuống. Khi thả xuống rồi, cái dây căng ra. Đó, thân ngắn thân dài, lúc đó chúng ta tụt tay xuống thế này một chút. Đó, và nắm vào như thế này, và tay này cầm vào như thế này. Đó, các bạn nắm sao cho nó thấy chắc tay là được nhá. Đây, như này. Đó. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cầm như thế này mà vẫn chắc tay và có thể thi triển được rất nhiều chiêu thức như sau này. Các bạn cầm như thế này, đưa tay ra đằng trước, chọc phần đầu côn ra đằng trước thế này. Sau đó các bạn nhả cái thân côn ra, nhả thân dưới ra cho bay đi, rồi thân côn bay về các bạn bắt lấy. Đây nhá, đây, nhả này, bắt lấy, nhả này, bắt lấy. Nguyên lý của nó như sau này. Khi các bạn nhả ra ấy, nhả thân côn này ra này, thì ngón cái và ngón trỏ nó sẽ là phần giữ côn. Ba ngón này nhả ra, thân côn bay đi. Trong quá trình thân côn bay đi ra xa thì tay chúng ta nắm chắc lại như thế này. Sau đó chúng ta lại nhả ba ngón tay ra khi thân côn bay về và chúng ta nắm lấy như thế này. Chúng ta phải làm sao cho cái dây côn nó căng và chúng ta không cần phải hất đi hất về như này, không để bị giật như này. Đấy, không để bị giật như này. Đấy, mà nhẹ nhàng thôi đây này. Đó, cho thân côn căng ra, dây côn căng ra. Và ra vào nhẹ nhàng như này. Các bạn tập thế này thì sẽ giúp cho cái ngón cái và ngón trỏ của các bạn có cái khả năng giữ thân côn rất là tốt và sau này nó giữ chặt được cái thân côn như thế này. Như thế này thì thi triển được rất nhiều chiêu thức sau này. Đó. Giờ mình và bạn Đức cùng làm nhá. Vị. Ốc. Ốc. Tiếp tiếp. Rất đơn giản thế này thôi nhưng mà các bạn nên tập đi tập lại làm sao cho thuần thục. Một chú ý đối với cái chiêu thức này, động tác tập này, đó là dây côn sẽ tùy từng đôi côn mà các bạn tập luyện mà có dây ngắn, dây dài khác nhau. Thường đối với dây nó tương đối thì là sẽ tập động tác này tốt. Còn nếu mà dây dài quá các bạn sẽ mỏi tay khi cầm vào phía cuối côn nhiều quá. Thôi. Tiếp theo, chúng ta tập tiếp cái động tác thu côn thứ hai, đó là vẫn cầm như thế này nhưng mà chúng ta sẽ tập động tác thu như thế này. Mình sẽ làm trước này, nhả ra này, đánh xuống không ở ngoài, sau đó đưa vào trong, bắt như thế này. Đây nhé, nhả ra này, xoay một số không ở ngoài ngược. Đấy, cái số không chúng ta quay ngược thế này này. Đó, đấy nhá, nhả này, quay số không, sau đó hất vào trong, ngửa bàn tay ra là và chúng ta bắt như thế này. Đây, như sau này, nhả ra này, xoay này, bắt này. Đó, đây góc quyền này nhá. Đấy. Bắt phía trong này, chúng ta chỉ cần đưa ngửa tay ra và nó tự rơi về như này nhé. Đấy, khi rơi về chúng ta cũng phải cầm rất chuẩn như này. Đó, rồi chúng ta cùng làm nhé. Up. Thôi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thu côn thứ 3.
các bạn cầm thế này, sau đó nhả thân côn ra, chúng ta đánh số 8 ở trên xuống, rồi bắt bên ngoài như này, nhả này, bạn lên này, xoay như này này, ok, như sau này, nhả ra nhé, nhả thân côn ra này, sau đó đánh lên thế này, đánh ngoài, giống như cái động tác đánh số 8 trên xuống thế này nhé, đó, xoay xuống không bên ngoài và bắt như này, nhả ra, đánh, đó, nhả ra này, xoay cổ tay vào trong, đánh ra ngoài, bắt, đấy, đây như này, nhả ra này, xoay, đó, đó, ok, giờ chúng ta làm liên tiếp này, huy, up, thôi, tiếp theo mình sẽ kết hợp ba cái cách thu côn này lại với nhau, tức là có cầm nắm thế này, có quẩy thế này và đánh ra. Đó, chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu bằng cách đưa vào trong, sau đó đưa ra ngoài thế này. Nào, chuẩn bị này, up. Chúng ta hồi, chúng ta sẽ như này này, các bạn chú ý này. Khi bắt được thế này, các bạn đưa cái thân côn, cái đầu côn vào đây, sang hông trái. Đấy nha. Đưa sang hông trái, sau đó chúng ta vẩy từ hông trái ra, vẩy từ hông trái ra thế này, và bắt thế này nhá. Chuẩn bị. Up. Sau này nếu mà phát lực được động tác này cũng là một trong những động tác chiến đấu rất là tốt nhé các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn cần phải chú ý. Ok. Tiếp theo mình sẽ giải thích thêm về cái ưu điểm tại sao mình lại hướng dẫn các bạn cách thu côn này mà không phải là cách thu côn khác. Thứ nhất, cách thu côn này nó cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ việc thả thân côn xuống và giữ côn như thế này thôi. Và nếu như các bạn duy trì cái cách thu côn này ở trong cái việc luyện tập của các bạn thì nó sẽ rất là có ích về sau này, và nó cũng rất là thực dụng trong thực tế, ngay cả trong chiến đấu nữa. Ok, giờ bạn Đức lấy dao và bạn Đức sẽ đội một chiếc mũ bảo hiểm. Mình sẽ miêu tả cho các bạn thấy, bởi vì là cái côn này nó sẽ da đòn nó sẽ hơi chối vì côn cứng mà. Sau bạn đứng chúng ta một tí này, đây nhé, ví dụ như chúng ta đang thu côn một cách cơ bản thôi, đó, khi đó đối thủ đứng lùi ra một chút, đối thủ lao lên đánh chém này, lao lên đánh chém đi, rồi nếu chúng ta không tránh thì sẽ bị chém như thế này, đúng không ạ? Đấy, khi đấy cái côn này nó sẽ có tác dụng giúp chúng ta này, lên này, lên. Khi đấy chúng ta tiến lên này, tay đỡ phần tay của đối phương, và cái côn này sẽ có tác dụng chọc, đó, chọc thẳng vào bụng này, lại nhá, tác dụng chọc này, lên, chọc vào đây, đó, tiếp tục này, nó cũng có tác dụng giã này, nãy là chọc, giờ là giã xuống. Khi giã xuống thì cực kỳ là mạnh ở cái cách cầm như thế này, bởi vì là đây nhá, chúng ta đang giữ bằng ba ngón tay này, tiếp theo là có ngón trỏ để ở trên thế này nữa thì không bao giờ nó tuột lên, rất là chắc luôn. Đấy, cũng động tác tương tự này, rồi chúng ta lên này, lên, đấy, giã thẳng vào ngực này, giã thẳng vào ngực của kẻ thù, sau đó này, cái phần này này có tác dụng này, vòng qua cổ này, vòng qua sau gáy này, tay này nắm lấy, lên gối, đó, cái này có tác dụng là vòng sau gáy và lên gối, đấy nhá. Tiếp tục này, nó có tác dụng như là, được rồi, đấy, có tác dụng như là mình đang thủ thế này, nhưng mà mình vẫn có tác dụng là vả này, đây nhá, đang thủ như này thôi, không cần phải xuất côn gì cả, rất là đơn giản là các bạn đưa lên, các bạn vả ra như này ra, giả vả cái này ra, đó, như này vả cái này ra, đó, hoặc nó có thể tránh được một số đòn đá, ví dụ như là em đá ngoài này vào chẳng hạn,
cả chân này up. Đấy, có thể gạt đỡ như này. Đấy, up lên. Đấy, phần này và phần này đều giúp chúng ta đỡ được quẩy này, đánh vào chân của đối phương. Đấy, nó là một số cái tác dụng của cái việc thủ côn như thế này. Và nó còn có tác dụng nhiều hơn nữa ở những cái clip tiếp theo, mình hướng dẫn các bạn đánh xuất đòn từ cái việc cầm côn như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.